Siêu phẩm GLC 300 new chuẩn bị được bàn giao cho chủ nhân. Đấy, chiếc xe đã vào vị trí sẵn sàng rồi, thì chỉ còn khâu trang điểm nữa thôi, đánh bóng lần cuối lại các lốp. Đấy, các lốp xe sẽ được đánh bóng lại. Đây đang nháp nháp phần 1 để chuẩn bị được giao đến khách hàng. GLC 300 tuyệt phẩm các bạn ạ. Mẫu SUV GLC thì luôn luôn là bán chạy nhất của Mercedes tại thị trường Việt Nam trong 8 năm trở lại đây. Thì tại sao GLC lại bán chạy đến như vậy ạ? Luôn luôn là siêu phẩm cho cái tầm tiền vừa phải. Bán rất chạy tại thị trường Việt Nam nhiều năm liên tục rồi, 8 năm nay. Thì GLC luôn luôn là siêu phẩm bán chạy. GLC 300 đầy đủ hết option nha, đồ chơi thì không còn thiếu gì nữa rồi. Chẳng cần gì phải thêm nữa. Chỉ thêm cô gái xinh tươi ngồi bên cạnh nữa thôi. Cho một mùa hè mát lạnh luôn. Đẹp quá.